Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi hoạt động truyền thông và chia sẻ kỹ năng thách thức mùa dịch vượt qua cùng tôi. Tôi là Nguyễn Ngọc Tươi, hiện đang là trưởng nhóm kinh doanh của văn phòng GA Hồ Chí Minh 12. Tôi hiểu được rằng chúng ta đang phải đối mặt với thách thức chưa từng có và chính vì thế mỗi người chuyên viên tư vấn càng phải làm việc hăng say hơn, sáng tạo hơn, chăm chỉ hơn để đến được với khách hàng thân yêu của mình. Trong những ngày qua, tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ các bạn tư vấn viên là làm sao để có thể tiếp cận khách hàng hiệu quả trong mùa dịch. Cùng tôi lắng nghe những trăn trở của họ nhé. Chị Tươi ơi, em là tư vấn viên mới được 3 tháng, vừa vào là em gặp ngay dịch Covid-19. Vậy bây giờ em không biết là tiếp cận với khách hàng như thế nào và em chia sẻ với họ nội dung gì đây chị? Trước tiên hãy cùng tôi xây dựng một cửa hàng bảo hiểm nhân thọ online trên Zalo và Facebook. Đầu tiên, bạn nên lập lại danh sách những khách hàng thân quen như người thân, bạn bè, hàng xóm và cả những khách hàng cũ đã từng mua sản phẩm của AAA. Tiếp theo, bạn cần cho họ biết bạn đang làm một cửa hàng bảo hiểm nhân thọ bằng cách nhắn tin giới thiệu bạn là chuyên viên hoạch định tài chính của AAA. Có thể trước đây bạn đã từng giới thiệu, nhưng không chắc khách hàng của bạn sẽ nhớ đúng không? Sau đó, bạn hãy trưng bày các sản phẩm của mình, liệt kê những gói giải pháp mà bạn cho là phù hợp với khách hàng trong giai đoạn này. Đừng quên kèm theo một vài câu mô tả lợi ích sản phẩm nữa nhé. Khách hàng thường rất ngại tiếp xúc trong mùa dịch, nên nội dung của bạn còn có thể là các dịch vụ online thuận tiện của AAA ngay cả khi ký hợp đồng để khách hàng an tâm. Cuối tin nhắn hoặc các bài đăng online, hãy chốt lại bằng một câu khơi gợi sự tương tác với khách hàng. Nếu anh chị quan tâm, xin vui lòng liên hệ lại cho tôi. Thời gian này, bạn cần rải tin khắp nơi. Tin tôi đi rồi sẽ có khách hàng phản hồi lại cho bạn. À chị Tươi ơi, Facebook với Zalo thì từ trước khi có dịch mình đã dùng để mà tương tác với khách hàng rồi. Nếu mà giờ mình làm tiếp á, thì cái nguồn khách hàng của mình sẽ bị cạn kiệt. Vậy chị có một cái kênh khác để mà tìm kiếm và tiếp cận với khách hàng không chị? Hiện tại, nhóm tôi đang thử nghiệm hình thức quảng bá trên LinkedIn và bước đầu đã cho những kết quả khả quan. Đây là trang tìm kiếm nhân sự chuyên nghiệp và uy tín với những thành viên có nền tảng, nghề nghiệp ở tầm trung và cao. Họ có sự hiểu biết nhất định về bảo hiểm và khá quan tâm đến việc hoạch định tài chính. Tại đây, bạn có thể xây dựng cho mình một bản giới thiệu bản thân thật ấn tượng, quảng bá thương hiệu cá nhân với những bài đăng hữu ích và đúng chuyên môn. Sẽ có rất nhiều người để ý đến bạn và tìm hiểu thông tin nếu bạn làm tốt hình ảnh của mình. Hoặc chỉ cần ai đó thích cách bạn đang thể hiện cũng sẽ vui lòng kết nối với bạn. Điều này giúp bạn tăng kết nối với nhóm khách hàng thật tiềm năng và chuyên nghiệp. Bạn sẽ vô cùng thích thú khi làm việc với họ. Khách hàng đã phản hồi sau tin nhắn giới thiệu của em, nhưng em chưa biết cách khơi gợi nhu cầu bảo hiểm sao cho gần gũi. Chỉ em với. Khi có lượt phản hồi từ khách hàng, bạn nên dẫn dắt nhu cầu như thế nào? Tôi đã từng tiếp cận với một cô khách hàng độc thân, thích làm đẹp, yêu thiên nhiên và chăm lo cho sức khỏe. Tôi lấy đề tài là hộp kem dưỡng da để kết nối với nàng. Vì với nhu cầu làm đẹp, kem dưỡng da là vật bất ly thân với cô ấy và đây là cách tôi khơi gợi nhu cầu. Lúc nãy chị có đăng bài trên Facebook và thấy em chia sẻ. Em tâm đắc nhất ý nào trong bài viết của chị? Chị rất đồng tình với em là việc chăm sóc sức khỏe. Chú ý ăn uống luyện tập là điều vô cùng cần thiết trong mùa dịch. Và chỉ có thêm một đề xuất, nếu em đã quan tâm đến sức khỏe như vậy, thì ngoài những phương pháp thực hiện hàng ngày, em có nghĩ mình nên cần một quỹ tài chính để lo cho sức khỏe trong tương lai của mình không? Em thử hình dung, mỗi ngày em đều sử dụng kem dưỡng da vì em thấy được da mình bị lão hóa, vậy với những bộ phận bên trong cơ thể, em có thấy được không? Với lối sống, cách ăn uống, sinh hoạt của mỗi người, thì cũng có ít nhiều ảnh hưởng lên cơ thể của người đó. Theo năm tháng sẽ không còn khỏe mạnh nữa. Những gì em nhìn thấy được như làn da thì em đã thực hiện cứu lấy nó. Vậy em có nghĩ đến việc sẽ cứu các bộ phận bên trong cơ thể của mình không? Điều chúng ta không nhìn thấy được mới là điều đáng lo lắng hơn cả. Chúng ta cần một quỹ tương lai cho sức khỏe của mình em à. Khi tư vấn online hay gọi điện thoại trao đổi thuyết phục khách hàng chia sẻ ngân sách, đi đến trình bày bản minh họa và dù họ có so sánh chúng ta với công ty bạn thì tôi nghĩ chúng ta đã thành công được 60% rồi. Và đó là tất cả những gì tôi và ban nhóm của tôi đang thực hiện mỗi ngày để Covid không làm gục ngã. Tôi cho rằng dịch Covid-19 ở một góc độ nào đó chính là điều kiện để sàng lọc những người giỏi tiến gần hơn đến với thành công. Vậy còn bạn, hãy cho tôi biết bạn đang cần gì nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mùa dịch này.
Thân ái chào tất cả các bạn.